Ok, thì xin chào các bạn. Thì video này chủ yếu là quảng cáo server, cho nên nếu bạn nào không thích quảng cáo server thì có thể out ra ngay từ lúc này. Thì bây giờ mình sẽ quảng cáo một cái event của một cái server mà mình hay chơi. Đó chính là server Minecraft Việt Nam MyFlex. Thì event mang tên là event Vũ Lít. Giải thưởng gồm có 3 giải thưởng, 3 loại giải thưởng nhá. Giải thưởng thứ nhất là 5 giải trúng VIP 10 ngày, 3 giải VIP 30 ngày, 2 giải king 30 ngày. Thì cái cách tham gia nó cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là các bạn like cái fanpage đây, sau đó là các bạn like cái bài viết này đây, sau đó là các bạn comment nhá. Sau đó đầu tiên cầm cái nội dung của comment ấy, đầu tiên là các bạn tag tên 5 người bạn cùng chơi Minecraft, sau đó bạn tên in game của bạn đấy, số may mắn các bạn ghi ra. Ví dụ đây có một bạn làm ví dụ rồi nè, đấy thì tag người thứ nhất này, tag người thứ hai, tag người ba, tag người thứ bốn, tag người thứ năm. Sau đó các bạn in game ra, in game của mình là list, cho nên mình sẽ ghi là list. Đây là bạn này là Flex, cho nên bạn sẽ ghi bạn là Flex. Thì con số may mắn của bạn ấy là 388, nhưng mà mình thích số 696 hơn, cho nên mình sẽ đặt là số 696 hiện đấy. Sau đó là các bạn đã xong cái phần gọi là đầu tiên. Phần thứ hai là các bạn sẽ copy cái event Vũ Lít này này đấy. Các bạn chia sẻ đấy, các bạn chia sẻ đây và Ctrl V ra rồi đăng là xong. Ok, và bước thứ năm là chờ admin livestream trao giải vào chiều thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2017, thì cũng chắc là 1 tuần nữa. Thì người comment số đầu tiên bất kỳ sẽ là người giữ thưởng. Ví dụ như bây giờ mình comment số 69 trước, nhưng mà có người comment số 69 sau mình thì mình sẽ là người được ưu tiên nhận thưởng đấy. Và mình không biết nói gì nữa. Nó à, cái link tham gia event mình có để dưới description nhé, thì các bạn có thể xuống description và tham gia event. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái server MyFlex này để chơi cùng với mình. Thì thực sự đây là một cái video mình quảng cáo server đấy. Đấy, quảng cáo lấy tiền đấy. Nếu mà bạn nào không thích xem thì thôi. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn vẫn xem và ủng hộ mình, bởi vì lâu lâu cũng phải nhận quảng cáo để kiếm tiền chứ, đúng không anh em? Các bạn đừng có hỏi mình giá là bao nhiêu, mình Ok, chào mừng các bạn đã đến với server Minecraft Flash. Và nếu các bạn thích cái series này thì đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Đấy, thì mình nói trước là cái này là mình làm quảng cáo nhá, không là các bạn lại nói là mình có giấu giếm quái quảng cáo quái đâu. Ok, mình sẽ bắt đầu chơi. Các bạn vào chơi mạng này, các bạn vào kết nối trực tiếp. Thì các bạn chơi từ phiên bản 1.9 trở lên nhá. Thì nói chung là Minecraft nào các bạn tải, link tải Minecraft mình sẽ để dưới description nên các bạn thể tải Minecraft nào về chơi cũng được. Nhưng nói chung là từ 1.9 trở lên thì các bạn thể chơi server này. Mình sẽ vào kết nối trực tiếp. Đây là cái link của server này, mc.miraflash.net này, các bạn vào tham gia máy chủ đấy. Các bạn nên đăng ký ở trang chủ trước nhá, sau đó các bạn vào chơi được. Rồi bây giờ các bạn hãy đăng nhập, bây giờ các bạn đã có in game đúng không? Bây giờ các bạn hãy đăng nhập bằng lệnh set login. Các bạn ghi mật khẩu ra. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cắt qua cái đoạn này, bởi vì mình không muốn ai biết mật khẩu của mình hết. Vì thế mà các bạn đợi một tí nhá. Ok, bây giờ mình đã có mặt ở trong game. Thì sau khi mình đã login xong thì cũng có rất là nhiều người này. Không biết là trong đấy có ai biết mình hay không. Nhưng mà mình hy vọng là sẽ có người biết mình. Cái server này chắc cũng vắng vắng người mà, nhưng mà cũng gần 100 người rồi là ok rồi, đúng không? Đây, những người biết mình cứ đứng vẫy vẫy mình nè. Đây là skin của mình, nhìn rất là dễ thương đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số thứ. Thì hôm nay mình sẽ chơi survival nhá. Thì nếu như bạn nào mà muốn chơi server này chung với mình nhé, các bạn thể vào và chơi. Mình quảng cáo server. Nói ý thôi. Bây giờ mình muốn vào sinh tồn ấy, các bạn ấn WLD. Nhầm. Sorry, các bạn ấn chuột phải vào cái là bàn rồi các bạn vào survival là các bạn đang chơi ở server survival đấy. Mình là một cái VIP và ở trong cái server này mình VIP vãi cả nồi rồi, cho nên là không còn gì phải bàn nữa. Các bạn nhìn đồ mình này, đồ mình thuộc hạng xịn rồi, cho nên mình cũng chả cần nói gì nhiều nữa. Thì mình sẽ giới thiệu qua ở cái server này nhá, những cái hay và những cái bổ ích ở trong cái server này nó là những cái gì. Thì đầu tiên là mình sẽ sẽ đầu tiên là mình có mấy cái giường đây. Đây là cái giường điểm danh này, các bạn thể ấn chuột trái và các bạn xem khi các bạn dùng ấy, các bạn thể mở được những cái thứ gì ở trong đây này. Đấy, thì sau các bạn cứ online 15 phút là các bạn sẽ có được cái giường điểm, cái chìa khóa điểm danh, các bạn có thể vào đây và điểm danh. Đấy, và cái đây là cái giường king. Đây là cái giường VIP. Thì các bạn, đây là cái giường thứ hai, cái giường VIP thứ hai của cái trò này đấy. Cái tiên sương này nó biết mình đang quay clip, nó đứng vào, ừ rồi bọn này biết mình quay. Đấy, có cả gà sinh tồn kìa, có cả gà sinh tồn kìa. Mình đang quay clip. Bây giờ mình, đây là cái giường gọi là giường VIP. Giường VIP thì các bạn có thể mở được những cái loại này này. Đấy, thì cái giường VIP là phải mua nhá. Đấy, và cái giường này nữa, giường King này nữa,
đấy, cái dương này các bạn có mua thì các bạn muốn mua mấy cái dương này ấy, thì đơn giản thôi, các bạn xoẹt menu rồi sau đó là các bạn vào trong đây, nó có chỉ cho các bạn mua chìa khóa đây, chìa khóa đây, thì các bạn thể mua bằng pon, các bạn như kiểu là nạp 50.000 vào thì các bạn được 50 pon hay sao đấy. Rồi sau đó là các bạn cũng có thể mua bằng cách là bán đồ này đấy, thì đây có đồ này đấy, cái này cái, nhưng mà cái dây điểm danh này các bạn cần cấp 30 cơ nhá. Còn cái VIP cây ví dụ các bạn được có nhiều đồ á thì các bạn có thể vào shop mua đấy, xoẹt shop mua hay là xoẹt shop bán, các bạn bán mua bán đồ trên đây để các bạn kiếm cái tiền đấy, rồi các bạn mua cái kinh, mua cái kiếm kinh kiếm queen thì cũng được đấy. Trời ơi, mình vào mà người ta vẫn biết mình. Đây là cái chỗ chơi đồ nhá, thì các bạn có thể vào đây, ví dụ bạn muốn nâng cấp cái đồ gì đó các bạn bỏ đây, rồi các bạn bỏ ngọc lily vào đây nữa là các bạn thể chơi đồ được đấy. Ví dụ cái này xong rồi ngọc lily vào đây nữa là các bạn có thể chơi đồ ở đây, ok chưa? Mình sẽ tặng cho bạn này một cái bọc màu xanh. Thì đấy, nói chung là đây là top money này, mình không biết tại sao mình lại có xuất hiện đây luôn, nhưng mà nhìn nó cũng rất là thích đúng không? Ok, thì ok bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để nạp thẻ, để hay bấm xoẹt nạp thẻ và làm theo hướng dẫn là các bạn có thể nạp thẻ đấy. Đấy, ok thì bây giờ là mình sẽ cùng đi ra sinh tồn ở ngoài thế giới nhé. Mình sẽ ấn view để đi ra thôi, từ từ mình sẽ đi ra ngoài một chút, mình sẽ giới thiệu qua ở cái server này một chút để cho các bạn biết. Thì đây là cái khu gọi là khu đồ này, có nghĩa là các bạn có thể dùng, có thể mua đồ ở đây. Ví dụ như các bạn muốn mua set tử thần đi thì các bạn có thể đấy, mấy cái đồ này thì khỏi là bàn rồi, khi nào các bạn có một set thôi là các bạn cứ gọi là bố của server rồi, không ai chơi được các bạn ơi. Thì các bạn hãy tìm những cái đồ cùi cùi, thế ở đây nón chiến thần nhá, các bạn thể dùng huyền tinh để đổi. Thì các bạn có thể mua tại đây. Đây là con shop. Không được à? Thì các bạn có thể mua ở shop á. Thì với giá là 50 con hay là 50.000 ấy, thì các bạn có thể đổi lấy được cái mũ chiến thần này đấy. Thì nói chung là mấy cái đồ này, mua mũ chiến thần này, giáp chiến thần này, cái này tương tự thôi. Thì các bạn đổi ra thì các bạn sẽ trở thành một thằng mạnh mẽ thôi. Đấy, rồi sau đó là các bạn sẽ, đây là có một cái khu gọi là khu farm mob này, các bạn có thể vào đây và đánh nhau tét lẻ tình đời luôn. Thì mình có một set đồ cực xịn rồi, cho nên là mình có thể vào đây và thoải mái, nhưng mà các bạn đừng có vào nhá. Vào đây là đánh bọn zombie, khi các bạn đánh được, khi các bạn đánh chết một con ấy, nó sẽ ra rất nhiều đồ. Thôi mình đi ra. Từ từ. Khi các bạn vào đây đánh nó sẽ được rất là nhiều đồ, và ví dụ như đánh một con ấy, nó sẽ có ra một cái món đồ tỷ lệ mà nó cao hơn so với cái kim cương ấy, nhưng mà nó cũng rất là ngon. Mình giết thằng kia. Mình có biết gì đâu. Tự nhiên mình vào mình giết một người ạ, vãi cả nồi. Rồi bây giờ thì có một cái khu farm mod với cả khu nông dân nữa, thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái khu nông dân. Mình chả biết cái khu nông dân ở chỗ nào nữa, nhưng bây giờ mình sẽ đi tìm thử xem nào. Đây, khu này là khu quái đây, thì mình vào xem nào. Đây là cái khu gọi là chơi mấy cái đồ cùi cùi á. Đấy, các bạn có thể đổi siêu dưa hấu lấy kim cương này, hoặc là các bạn để đổi mấy cái thứ này lấy kim cương này. Đấy, từ đấy sau khi bạn mình đã on được 15 phút á, thì mình sẽ được một cái cây điểm danh. Rồi, đấy, một cái cây điểm danh. Mình có rất nhiều cây kinh bởi mình là chùm server mà. Trời ơi. Đấy, các bạn có thể đổi đồ đây, dìu giếc này, các bạn có thể dùng gỗ để đổi dìu xịn này. Rồi sau đó là các bạn đổi mấy cái thứ linh tinh tinh đây. Cúp kiếc các thứ ấy, đấy, dìu giếc, cúp kiếc rồi set nông dân này đấy. Thì ví dụ các bạn đổi mấy cái thứ này ấy, các bạn được cái mũ nông dân này, xong rồi cái áo quần nông dân, xong các bạn đổi dùng cái đồ nông dân để đổi lấy cái đồ khác nữa. Thì đây, để kiếm đạo sĩ đây. Rồi các bạn sẽ đổi. Đây mình đã có set nông dân đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua set đạo sĩ. Thì nhờ muốn có set đạo sĩ thì các bạn phải có set nông dân trước đấy. Đấy, bạn phải có set nông dân thì các bạn mới đổi có set đạo sĩ. Sau khi các bạn có set đạo sĩ rồi thì các bạn sẽ đổi có set thần xích. Đấy. Đấy thì phải đổi, sau khi có set thần xích các bạn sẽ đổi qua set hoàng kim. Đấy, nói chung là muốn trở thành một cái set hoàng kim là các bạn phải có rất là nhiều đồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài thế giới để sinh tồn nhé. Ok. Đây thì các bạn xoẹt wheel ấy, thì các bạn sẽ ra ngoài thế giới. Thì các bạn sẽ ra thế giới ngoài bên đây, nhưng mà mình chả hiểu sao. Mình đang ở đâu này? Mình đang ngoài biển các bạn ạ. Đấy thì các bạn nếu mà bạn nào xui xui ấy, sinh tồn mà ấn chữ wheel này thì nó sẽ ra ngoài biển. Mình thì chả muốn ra ngoài biển thế nào, cho nên là mình sẽ ấn đây, nó cho đất liền đây rồi. Thì các bạn phải bơi một lúc các bạn vào đất liền. Nếu mà bạn nào hên ấy, thì bơi lúc vào đất liền. Trời ơi trời mưa. Mình sinh tồn ở chỗ nó hơi bị xui xẻo một tí. Nói chung là ở cái server này có rất nhiều thứ, survival, skyblock hay là skywar hay là hunger game đấy. Nói chung có rất nhiều thứ hay ho ở đây, thì các bạn thể vào và trải nghiệm, và hên hên thì các bạn có thể gặp mình giống với thanh niên này này. Nhưng mà
Gặp mình thì chắc cũng bình thường thôi, chả có quái gì, chủ yếu là vào server chơi cho nó vui thôi. Chứ Vũ Lít thì là cái quái gì mà chơi. Bọn pha mod nó đông lắm. Nói chung là muốn vào pha mod ấy cũng cần phải có khả năng. Mình sẽ gọi là đảm. Nói chung là chơi chung server thì nó sẽ tiện hơn trong cái việc đi làm cái này làm cái kia. Mọi người đi chung nhau nó sẽ vui hơn đúng không? Đấy. Mình rất là mạnh ở cái server này, mình là một cái thể loại gọi là châu chó rồi, cho nên là mình cũng miễn bả. Mình cũng không không còn gì để nói nữa. Thế này anh em gặp mình đừng có đánh mình nha. Mình đánh cho cái chết đó. Ui ở đây nó mình đang ở survival khu nào mà nó khá là đen rồi. Mình chả biết khu quái ở khu nào nữa. Nhưng mà mình đã bị vướng. Mình phải đào cái này ra. Mình phải đào cái này ra. Vẫn chưa thoát ạ. Cái số tôi đen, mình bị kẹt rồi. Mình bị kẹt rồi. Mình bị kẹt rồi. Đen thế nhở. Vừa vào đã bị kẹt ở đây rồi, vãi cả nồi, đen rồi. Cái điều mình thích ở cái server này một chỗ đó chính là rất là không bị lắc, cái ping nó rất là thấp, chơi rất là sướng. Nhưng mà ping cao quá lắc lắm, chơi không được đâu. Đây mình sẽ tìm một chỗ gọi là sinh tồn bừa bừa đi. Đấy. Đây, đây có một ngôi nhà này không biết nhà của ai thì mình sẽ vào mình chiếm mở nhà của nó luôn. Nhà thằng nào đây? Đấy không biết nhà của ai nhìn đẹp ấy. Chắc là bạn nào xây xong để cái gì đây? Không sao. Ô Jun 123 đã đi qua không phá. Đã đi và không trở lại. À, không biết mình chỗ này chỗ quái ở đây nhưng mà ai ở ai ai à, cái này bị lốc rồi. Bây giờ mà ai mà vào đây được ấy, thì mình sẽ tặng cho. Thôi mình chả tặng nữa. Tốc biến cái này có thể dùng được tốc biến, ví dụ bây giờ mình ấn chuột phải đúng không? Đấy là bay như như chim luôn. Mình sẽ đi kiếm ở mấy chỗ này xem có gì hay không. Đây có rất nhiều nhà, chắc là có mấy người đã sinh tồn đây rồi nè. Mình chả biết nữa, nhưng mà có rất nhiều người xây nhà ở đây, mình sẽ xây một căn nhà ở đây để chứng tỏ cho mọi người biết là mình đã từng xuất hiện đây. Không biết là xây cái nhà gì, xây nhà kính vàng đi cho nó chất. Ok. Đây mình sẽ xây một cái nhà bằng kính nhá, kính vàng luôn. Từ từ có cái xẻng không? Mình không có xẻng à? Mình có thể làm xẻng đúng không nhỉ? Mấy cái gọi là mấy cái server mình không rõ lắm. Các bạn có thể chỉ mình. Ok, mình sẽ làm một cái xẻng sắt. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái. Rồi bây giờ mấy ông quần bàn mình là người thật hay người fake nhá. Bây giờ mình sẽ làm một cái xẻng sắt. Mình sẽ đào. Mà admin này, vãi cả nồi. Bạn thấy mình hay không? Khi nào mình chơi server cũng gặp admin đấy. Rồi bây giờ mình sẽ từ từ mình sẽ cài cái kia cho nó tùy chọn này, điều khiển này, tắt cái nhảy tự động đi, nãy giờ cứ nhảy. Ok mình sẽ đào nhá. Đấy, mình cứ khi nào mà các bạn thấy mình chơi là admin sẽ cái server người ta sẽ nhộn nhộn lên tí. Ok. Đấy chúng nó chửi mình rồi đấy, đậu phụ. Sao cứ khi nào mình chơi ở cái server là chúng nó tập trung chúng nó chửi mình, quay lại chửi mình nhỉ, là thế quái nào. Mình cực kỳ ghét và dị ứng với điều đấy. Anh em hạn chế chửi mình khi mình vào server chứ mình chả muốn chơi cái server đâu hết, các bạn cứ chửi mình buồn vãi nồi. Các bạn đừng hay ngăn ngăn cản cái việc chửi mình lại. Bây giờ mình sẽ đi đào cái khu này nhá, mình sẽ xây một căn nhà màu vàng. Mình ở chung với admin này. Admin này có cái skin nhìn phê vãi lòi. Ok. Sau khi mình đã có được rất là nhiều đất, bây giờ mình sẽ lấp lại. Và bây giờ mình sẽ xây một cái căn nhà màu xanh. Đây cái căn nhà này nó sẽ đánh dấu cái sự trở lại của Vũ Lít. Đó. Mình xây nhà nó hơi nhanh ấy. Dạo đây mình gọi là chuyên nghiệp lên rồi. Đây là chơi rất là đẳng cấp các bạn thấy không? Rất đẳng cấp thú cưng. À. Đó. Chưa nhỉ? Đấy. Cái nhà bé bé thôi. Nếu bạn nào tìm được cái nhà này thì hãy chụp ảnh và gửi lên cho mình nhá để mình bạn nhá. Nếu bạn nào mà tìm cái căn nhà của mình thì vào mà các bạn vào game mà tìm cái căn nhà của mình nhé, bạn hãy chụp ảnh lên và cho mình thấy nhá. Là các bạn đã từng đi qua căn nhà của mình rồi, mình sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho những bạn nào tìm cái nhà của mình, đó chính là chả có gì cả. Vui thôi, vui thôi. Các bạn nãy ôi chết rồi, bây giờ mình không có đủ 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 để làm ấy này. Thôi chết rồi, mình hết rồi. Chết rồi, hết rồi. Ơ mình hết bờ nó kia rồi. Mình hết rồi. Mình hết cái đạn, mình hết cái gương à, hết cái gương màu kia rồi.
hết cái gương màu xanh với lại màu vàng rồi. Bây giờ mình sẽ xây nhà bằng gương bình thường nhá. Đấy, đây căn nhà ba màu của Vũ, căn nhà tam thể. Căn nhà hơi bẩn tí. Đây là căn nhà của mình. Ok. Đấy. Căn nhà nhìn cũng hơi đẹp tí. Nói chung là xấu nhưng mà kết cấu nó đẹp. Bây giờ mình sẽ thủy tinh trắng nè. Đây là căn nhà rất nhiều màu, căn nhà muôn sắc màu của Vũ Lít. Sắc màu cuộc sống. Ở một bên hai bên ba. Thôi chết, mình thiếu nhiều nhiều đá, à, mình thiếu nhiều nhiều thủy tinh này quá. Mình bây giờ mình muốn xin xin admin thủy tinh đâu nhở? Mình chơi vậy chơi bẩn quá nhở? Thôi mình không nên xin admin đâu. Chứ bây giờ tự nhiên mình đi xin admin thì mình chơi bẩn quá. Nhưng bây giờ mình hết 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 màu rồi sao giờ? Tự nhiên được màu cam này. Mình chả hiểu nãy giờ tự nhiên mình có thêm màu hay sao các bạn ạ. Mình quăng gì đây? Đấy, đây là cái căn nhà của mình. Căn nhà bé xinh. Admin nó xây nhà lại đấy sao ấy. Ok. Mình hơi bị sổ mũi. Đấy. Bây giờ mình không biết sửa cái chỗ này sao đấy. Căn nhà chấp vá của Vũ Lít. Về đây. Ai tìm thấy căn nhà này có thể chụp ảnh lại và gửi lên Facebook cho mình nhá. Mình sẽ rất là cảm ơn điều đấy. Cảm ơn cuộc đời vì đã chụp ảnh và gửi lại cho em. Đấy. Rồi bây giờ đập này ạ. Đây là căn nhà của mình. Là chất lượng đúng không nào? Mình chả biết là chất lượng ở chỗ nào nữa. Nhưng mà cứ gọi là chất lượng ở đấy. Mình sẽ để bốn cái cột ở đây. Mình mốt mình sẽ xây cái server xong mình xây căn nhà này đấy. Ai vào không biết là căn nhà của Vulix bởi vì nó quá xấu. Ok. Đã xong căn nhà. Rồi bây giờ làm cái nhìn bẩn vãi cả nồi. Đây mình sẽ giấu kim cương ở dưới đây. Đậu phụ. Ai mà xuống đây sẽ tìm cái kim cương. Đấy, ai mà may mắn nhá. Này cho một số người may mắn sẽ vào đây và sẽ kiếm được kim cương. Mình sẽ giấu kim cương ở dưới căn nhà này. Đậu phụ. Những ông nào mà vào đây may mắn sẽ thấy kim cương ở dưới căn nhà này. Đấy, xong mình lấy cái đất mình đắp lên. Đấy. Bạn để ý nhá, nhà mình có kim cương ấy. Nhà Vũ Lít là giấu kim cương ở dưới gầm giường ấy. Bạn nào mà vào cái server là mà thấy kim mà muốn kiếm kim cương ấy cứ vào đây. Ơ sao mấy này không đào được ta? Xem admin có để ý không? Admin giả vờ giấu giấu, admin không để ý. Admin để ý là ban leak mình luôn ấy. Đấy, mình sẽ giấu rất nhiều kim cương đây. Bạn nào mà vào đây đi mai có thể kiếm được, có thể vào đây kiếm kim cương ở đây. Ok chưa? Mình là gọi là thằng khốn nạn của server đấy. Mình đang bán đứng server. Nghĩa là mình sẽ đi giấu kim cương bừa bừa đi. Bạn nào vào đây có thể mai được kim cương. Mình là người tốt, bạn thấy không? Đó. Thấy chưa? Mình là người tốt đấy. Đào dưới đây một cái tầng hầm mình giấu kim cương ở dưới. Sao đất ở đây đào khó nhỉ? Đất đào xong nó không vỡ. Đấy. Đào hai lần mới vỡ đất đều. Admin đâu rồi? Anh em phải canh nhạc min cho mình nhá, không admin vào là đấy, mình sẽ giấu kim cương dưới đây. Đó. Đó. Kim cương ở dưới đầy nhà nhá. Bạn nào mà chơi cái server này mà muốn kiếm kim cương cứ đến cái chỗ này. Tọa độ là bao nhiêu nhỉ? Tọa độ là 142 76 791. Chết, mẹ, admin nó đang ở trên đấy. Bây giờ sao giờ? Giờ giả vờ không có gì xảy ra. Đấy. Hay chà chà. Tôi chết rồi, nó phát hiện rồi. Rồi, mình lắp vào. Đấy, bạn nào mà muốn kiếm kim cương có thể đến đây và kiếm nhá. Ok, mình chơi vậy đủ rồi. Nếu mà mốt hôm nào mình sẽ làm một clip. Chứ nó thấy rồi kìa anh em ơi. Mốt mình sẽ làm một cái clip nghiêm túc nhá. Đấy thì nếu bạn nào muốn chơi cái server này có thể vào và chơi chung mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau. Chạy thôi, admin nó ban nick ấy. Trời ơi.